Tứ kết một giữa J71 và ESU 2. Trận tứ kết một. Bốn tấu. Điểm một không cho J71. Phát bóng vào quả lưới, điểm một đều cho ESU 2. Quá tốt. Làm bóng đó. Điểm 2-1 cho J71. Qua bóng tốt. Điểm 3-1. Bóng vào ngoài lưới. Điểm 2-3. ESU 2 phát bóng. Bóng vào lưới, điểm 4-2. Bóng ngoài. Bóng ngoài sân, điểm 3-4, chơi số 2. Bóng vào điểm trực tiếp, điểm 4 đều. Điểm 5-4, chơi số 2. Quá tốt rồi. Đặt bóng tốt, điểm 5 đều. Nhớ nhớ không lầm nữa là anh Bôi ạ. Anh Bôi mới ngủ dậy, Bôi tỉnh, Bôi quýnh trường. Phát bóng ngoài, điểm 6-5 ESU 2. Phát bóng tốt. Điểm 6 đều cho J71. Điểm 7-6 cho J71. Để cái thẻ vô vô. Còn nha. Bỏ bóng ta chậm lưới. Điểm 7 đều cho ESU 2. Ép tim hả? Cô phải phòng thủ rất hay. Bóng ngoài chút. Bóng ngoài sân. Điểm 8-7 cho J71. Wow.
phát bóng qua lưới. Điểm 8 đều. Esuai phát bóng. Bỏ bóng tốt. Điểm 98. Tư duy vệ bốn. Điểm 9 đều cho số 2. Trận đấu khá là cân bằng. Quá đẹp. Đặt bóng tốt. Điểm 19. Sơn Di đổ bóng. Không còn. Bóng vừa chắn ra ngoài. Đặt bóng tốt. Điểm 10 đều. Điểm 11, 10. Quá tốt. Bóng tốt. Điểm 11 đều. Đây số 2 phát bóng. Không có. Nhớ. Điểm 13, 11 trên số 2. 12, 11. Điểm 12, 11. Không có. Hết đỡ. Đồng bóng tốt. Điểm 12 đều cho anh Di 71. Di 71 là Di Bến Tre. Mẹ bé sẽ là dọc Di Bến Tre cho hấp dẫn. Phát bóng hoài. Điểm 13, 12 trên số 2 Vĩnh Long. Một phần bỏ nhỏ với Thuận Bình. Điểm 13 đều cho Di Bến Tre. Đập bóng tốt của Hoa. 14, 13 cho Esu 2. Mình hình như ở ngoài đó anh số 7 đẹp trai á. Đập bóng tốt. Anh Bôi đặt bóng tốt. Điểm 14 đều. Phát bóng hoài.
điểm 15-14 D2 Vĩnh Long. Lưu ý điểm cuối. Điểm 15 đều cho Nhi Bến Tre. Bây giờ chưa biết chiến thắng thuộc về. Điểm 15 đều. Chúng ta đã bóng tới vị trí số 7 đã mang về chiến thắng cho SU2 Vĩnh Long với điểm số 16-15. Xếp 2 Di 71 và ESU 2. Và đội bóng tốt đến từ anh tôi. Điểm 1-0 cho Di 71. Ngoài sân, điểm 1 đều cho SU2 Vĩnh Long. Hôm nay bận đánh giải không ai mà hoạt động như thế luôn á. Đội phòng cầu thủ rất là hay, đội phòng thành công. Điểm 2-1 cho Di Bến Tre. Hóc bóng quá ghê hả? Bóng ngoài sân, điểm 2 đều cho SU2 Vĩnh Long. Lâm nói anh Tí quơ đâu có người cho kiếm lại một kiếm. Con thao rất nhiệt tình với các cầu thủ em chơi với Long, nhưng điểm 3-2 cho Di 71. Điểm 4-2 cho Di 71. Là bóng tốt, điểm 3-4 cho SU2 Vĩnh Long. Chiều mát thì khán giả đổ gì xong rất là đông nha. Và bỏ bóng tốt của chị hai của Di 71, điểm 5-3. Phá bóng ngoài. Phá bóng ngoài, điểm 4-5. Không còn thủ tốt khác bất tiết bóng ngoài, đập bóng ngoài, điểm 5 đều cho SU2. SU2 tạm dừng hội ý. 5 đều SU2 phát bóng. Bóng tốt nhưng không thành công. Điểm 6-5 cho SU2 Vĩnh Long.
anh coi là bóng tốt điện sáu đường. If you're gonna leave, I'ma let you go. Bóng tốt điện 76 cho anh Di 71. Bóng ngoài. Bóng ngoài xanh điểm 7 đều. Điểm 87 cho SU2 Vĩnh Long. Điểm 87. Đập bóng tốt. Đập bóng tốt. Điểm 8 đều. Chúng tôi phòng thủ rất là hay của anh em như 71 điểm 98. Bóng ngoài sân điểm 18 nhận gì vậy không? Điểm 18. Bóng ngoài luôn. Đặt bóng ngoài điểm 11 8. Kêu về anh Di 71. Chắn bóng tốt. Chắn bóng tốt. Điểm 12-8 trên dưới 7-4. Lại là một quả chắn bóng tốt. Chắn bóng tốt. Điểm 13-8. Ôi ơi. Một pha nổ xanh đến là vị trí số 6 của SU2 à. Quá giỏi lộ đạn. Điểm 9-13. Cũng nghe cái bóng 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 cây xanh. Phát bóng tốt. Điểm 10-13. Chắn bóng tốt. Điểm 11-13. S2 phát bóng. Ôi ôi, quá đẹp. Quá đẹp nha các bạn. Bóng tốt, tình trạng 8 nhón. Điểm 14-11. Bóng ngoài, dỗ quá. Bóng ngoài, điểm 15-11 trong như 71. Dạ. Hai đội lưu ý, điểm cuối. Bóng còn quá đẹp. Rất tiếc bóng nào không được không. Điểm
12, 15. Thật bóng quá ghê. Không đi đảo 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 nha các bạn. 13, 15. Điểm 13, 15. Bóng tốt. Quá đẹp. Bóng còn. Rất tiếc phòng thủ không thành công. Tem gì mà bóng tại trước 1-0. 15. Thi đấu 12 điểm 6 điểm 3. Giữa Ezo 2 và Di Bến Mốc. Đặt bóng tốt điểm 1-0. Bóng tốt điểm 1-0 cho Di Bến Mốc. Chạy bóng tốt điểm 2-0 cho Di Bến Mốc. Điểm 3-0 cho Di Bến Mốc. Đập bóng tốt. Đập bóng chạm tay điểm 1-3 cho Su 2 Vĩnh Long. Bỏ bóng tốt. 4-1 trên Di Bến Mốc. Đặt bóng qua lưới điểm 5-1 trên Di Bến Mốc. Một lỗi sao? Bóng tốt điểm 6. 6-1. Đó điểm 2-6. Bóng tốt điểm 2-6 cho Su 2 Vĩnh Long. Phát bóng ra ngoài điểm 7-2. Chẳng bóng tốt. Chẳng bóng tốt điểm 8-2 cho Di Bến Mốc. Đập bóng tốt điểm 3-8 cho Su 2 Vĩnh Long. Bóng trong sân điểm 4-8. Bóng tốt điểm 9-4 cho Di Bến Mốc. Bóng
chắn bóng tốt, quá cao. Qua lưới, điểm 4. Trên dây bên kia. Bố ngoài sân, điểm 5, 10 cho em sân 2 Vĩnh Long. Bóng còn chắn bóng chạm lưới. Điểm 6, 10 em sân 2 Vĩnh Long phát bóng. Quá đẹp, đập bóng tốt, chuyền quá tốt các bạn ơi. Điểm 11-6, lưu ý điểm cuối. Kết thúc trận đấu, Di 71 thắng 1-2.